Xin chào các bạn đã đến với câu chuyện thuốc giải giải sử của tác giả Vũ Chết, tập 89. Kẻ sĩ ba ngày không gặp thì đã phải nhìn bằng cặp mắt khác ngày xưa. Giàng Dư Đoạt cảm thấy kẻ sĩ chỉnh khác này đã không gặp không biết bao nhiêu lần ba ngày, vậy mà vẫn còn là tên lưu manh chẳng có chút tiến bộ nào. Không, cũng không hẳn là không có tiến bộ. Theo trình độ lưu manh mà nói, tiến bộ của hắn còn không nhỏ. Có điều bản thân cũng có tiến bộ không ít. Nếu như trước đây Trình Khác nói ra câu này thì có lẽ ít nhiều thì sẽ thấy không quen, bị chấn động hơi mạnh. Nhưng hiện giờ lúc Trình Khác nói ra hai chữ này thì ngoại trừ câu tổng kết lão lưu manh này lại còn chẳng có cảm giác gì khác. Không có không quen, cũng không có khó chịu. Có lẽ vì hiện giờ y rất muốn hôn Trình Khác một cái, chỉ là điều kiện hoàn cảnh không cho phép. Bên cạnh là phòng bệnh, còn có phòng làm việc của bác sĩ, mỗi cửa sổ đều quay ra phía này. Bác sĩ Lý nói, quan sát thêm một thời gian nữa là cậu có thể xuất viện rồi. Trình Khác bảo, giờ tôi xuất viện được rồi. Giang Sư Đoạn nhìn hắn, vẫn nên phối hợp. Trình Khác nói dừng một lúc rồi lại do sự mà nhỏ giọng hỏi, cậu bây giờ còn thấy bọn họ không? Rất ít. Giàn Dư Đoạt nói, uống thuốc mà, tình cờ nhìn thấy hoặc nghe thấy gì tôi đều phấn ổn, không nhìn thấy cũng sẽ không chú ý, không chủ động lắng nghe. Ừ. Trình Khác ngồi xuống bên cạnh cô y. Bác sĩ Lý nói bệnh trạng của tôi còn nhẹ hơn nhiều bệnh nhân khác, có điều... Giàn Dư Đoạt cắn môi quay đầu nhìn Trình Khác. Khống chế ổn định và khỏi hẳn là hai việc khác nhau. Tôi biết. Trình Khác cũng nở nụ cười nhẹ. Cả đời tôi có lẽ cũng không khỏe hẳn được, còn có thể có tái phát. Giàn Dư Đoạt nói có lẽ còn phải uống thuốc. Tôi biết. Trình Khác quay đầu lại cũng nhìn đi. Cậu không cần lo lắng những chuyện này. Nếu tôi thực sự định bỏ chạy, lần đầu tiên chạy ra tay với tôi thì tôi đã chạy rồi. Bác sĩ Lý nói tôi còn rất nhiều vấn đề trong nhận thức, cứ từ từ thôi. Giàn Dư Đoạt ôm lấy con mèo cũng đặt lên mặt của mình. Bụng con mèo rất mềm, lòng mềm bịn che phủ úp lên mặt cũng rất thích. Hơn nữa có lẽ cũng mới vừa tắm rửa sạch sẽ, con mèo có mùi như một nắm bột thơm lừng. Chỉ là lúc lấy xuống cả mặt thì đã dính đầy lông, lại tới mùa nó rụng lông rồi đó. Trình Khác cầm lấy tờ giấy ăn đưa cho Giang Dư Đoạt. Có điều sau mùa đông mà nó cũng rụng, một năm bốn mùa đều rụng, sao nó cứ rụng lông suốt thế? Anh rụng tóc cũng có theo mùa đâu chứ. Giàng Dư Đoạt vừa lo mặt vừa nói, chỉ là tóc anh không có nhiều như lông của nó thôi. Mối chuyện này mà anh cũng xoắn xuýt hơn nửa năm hả? Tôi đừng xoắn xuýt sao? Trình Khác hỏi. Anh xoắn xuýt tới mức còn nói mơ đó. Giàng Dư Đoạt cũng bật cười. Thật hả? Trình Khác cũng ngẩn người, ngấm lại cũng thấy cười. Cậu còn nghe tôi nói mơ sao? Có dịp thì ghi âm lại cho anh nghe. Giàng Dư Đoạt nói. Cậu... Trình Khác đột nhiên nhớ ra. Sợ cậu có dùng điện thoại không? Đổi số hả? Cậu liên lạc với La Tỷ thế nào? La Tỷ tự đến gặp tôi hoặc là gọi tới văn phòng của bác sĩ Lý. Giảng Sư Đoạt xoa mũi, điện thoại di động tôi bỏ ở nhà, anh vẫn không tìm được hả? Bỏ ở nhà? Trình Khác khiếp sợ, bỏ ở đâu? Anh cũng không đi tìm đúng không? Giảng Sư Đoạt đặt một mặt làm vẻ không hài lòng. Anh cứ từ từ tìm đi, tìm không ra thì mua cho tôi một cái khác. Cậu tự giấu đi, tôi không tìm được còn phải mua cho cậu một cái hả? Trình Khác nhìn y chằm chằm. Tôi không giấu, dễ tìm lắm. Giàn Dư Đoạt cũng nhìn hắn chằm chằm. Anh không đi tìm mới không tìm thấy đó. Khó lắm. Trình Khác nói tôi đi về rồi tìm. Tôi căn bản cũng không nghĩ cậu còn giấu đồ. Không giấu. Giàn Dư Đoạt nói xong thì liền nhìn hắn một lúc. Anh bao giờ quay lại? Trình Khác lập tức hiểu ý Giang Dư Đoạt. Tôi xin nghỉ một tuần, nếu như cậu muốn tôi tới thăm cậu, phải tôi ngày nào cũng tới, nếu cậu muốn. Được. Giang Dư Đoạt không chờ hắn nói xong đã trả lời ngay. Bệnh viện có giới hạn thời gian tới thăm. Trình Khác ngồi cùng Giang Dư Đoạt một lúc trong khu nhà nhỏ đã phải về, hẹn thời gian ngày mai trở lại. Mang cho tôi một chút đồ ăn đi, Giang Dư Đoạt nói. Đồ ăn vặt trà sữa gì đấy? Có phải là không được ăn mấy thứ này không đó? Trình Khác nhìn đi, cậu bảo tôi lén mang vào đấy hả? Tôi cũng không phải vào trung tâm để giảm béo, tôi vẫn luôn muốn ăn, chỉ là ngài nhờ La Tỷ mang tới. Giàn Sư Đạt nói, sợ có điều anh tới rồi, chả lẽ tôi không được sai bảo một tí hả? Tôi còn là bệnh nhân đấy.
Trình Khác nở nụ cười. Tôi thấy cậu giờ rất tốt đó. Chắc là tốt hơn so với trước đây một chút. Sàng sửa đặt ngắm lại thì liền thở dài. Không biết có thể được bao lâu. Đừng nghĩ xa thế làm gì. Giờ vẫn ổn định là được. Trình Khác nói không có gì thì không giải quyết được. Ừ. Sàng sửa đặt đáp sau một lúc thì liền nở nụ cười. Anh thực sự tới gặp tôi. Phí lời, tôi không chỉ là thăm cậu còn muốn tới đánh cậu đó. Trình Khác cũng chậm một tiếng, chỉ là hoàn cảnh hiện giờ không tiện ra tay thôi. Anh cũng biết không đánh lại được tôi mà. Cốt, cậu cứ thử xem. Trình Khác suy nghĩ. Cậu nghĩ tôi là Trần Khánh hả? Sàng sửa đoạt liếc mắt nhìn tựa hồ như có hơi do dự. Trình Khác biết ý có lẽ muốn hỏi Trần Khánh thế nào. Hôm nay bọn họ hàn huyên cũng đã lâu. Thế nhưng Sàng sửa đoạt vẫn luôn không hỏi Trần Khánh cùng đám đàn em. Nhất là Trần Khánh có lẽ không dám. Định nghĩa của Giang Sư Đoạt với bạn bè cho dù kỳ lạ cỡ nào, Trần Khánh vẫn là người bạn quan trọng nhất của y. Rời đi thời gian dài như vậy, Trần Khánh có lẽ ra sao y cũng không dám nghĩ. Hay là tôi gửi cho Trần Khánh tin tức của cậu đi, đang đi du lịch gì đó. Trình Khác nói cậu ta sốt ruột đến mức nước mắt cũng sắp khóc khô rồi. Lần nào đi thu thuê xong cũng lại tới chỗ Lữ Thiến khóc một lần. Lữ Thiến cũng không đuổi cậu ta đi. Rắm. Giang Sư Đạt cười. Thật. Trình Khác nói chỉ một chốc mà đã trưởng thành rất nhiều. Ai không biết còn tưởng cậu ta thất tình. Phải Lữ Thiến. Giang Sư Đạt suy nghĩ một chút. Lữ Thiến sẽ không sao. Chị ấy nhìn thoáng được. Chị ấy không có việc gì. Còn bảo cậu sẽ trở về. Trình Khác nói phòng còn để cho tôi ở mà. Nếu không. Giang Dư Đoạt cũng hơi do dự. Anh cứ nói với Trần Khánh tôi về quê nhà giải quyết chuyện trước kia. Nhiều nhất là nửa tháng nữa sẽ về được. Quê nhà, chuyện trước kia. Hai từ này từ miệng Giang Dư Đoạt nói ra, Trình Khác có hơi bất ngờ. Đây là quá khứ Giang Dư Đoạt vẫn luôn liều mạng lảng tránh và lãng quên. Nhưng thực ra thì cũng không bất ngờ. Giang Dư Đoạt muốn khỏe lên, điều đầu tiên phải đối mặt chính là quá khứ của y. Ừ, Trình Khác cũng gật đầu. Nó ở đâu? Tôi đây, quê nó ở đâu? Trần Khánh trong điện thoại vừa hóng giọng vừa khóc vừa kêu gào. Tôi mẹ nó có biết quê nó ở đâu đâu, nó cũng chưa từng kể với tôi nó là người ở đâu, nó nói chuyện cũng không có giọng địa phương. Ở đâu chả được, dù sao cũng không cho cậu qua, cậu ấy sắp quay lại rồi. Trình Khác thở dài. Trần Khánh ngẩn người. Không phải chứ, Khánh. Tôi trước đây còn cảm thấy cậu đánh nhau quá phế, không xứng với cái chức tổng hộ pháp này. Trình Khác nói, giờ nhìn thì mới biết, tổng hộ pháp của cậu là khóc đòi Giang Dư Đạt mà được đúng không? Anh đừng nghĩ là tôi không biết sau lưng anh khóc thế nào. Trần Khánh tố cáo, tôi khóc thế nào chứ? Trình Khác hỏi, anh khóc thế nào anh còn hỏi tôi làm sao biết được? Trần Khánh gào lên một tiếng, được rồi. Trình Khác thở dài, giờ tôi đang đi công tác còn có việc không nhiều lời với cậu nữa. Anh đi công tác cái cục cứt. Trần Khánh nói, anh nghĩ tôi ngu thật hả? Hai người ở cùng đi, đi công tác, có mà đi du lịch hai người. Trình Khác nhìn không được cũng cười ra tiếng, cúp điện thoại xong còn nằm trên người cười nửa buổi. Hắn thật ra cũng không khóc tới mức nào, ngày ngày Giang Dư Đoạt vừa mới đi, hắn khóc một trận thảm thiết, sau đó thì liền không thể nào khóc nổi nữa, như thể một bình nước bị đầy nắp, mở đợi quá lâu, sau khi nắp bị mở ra mà nước đều đã cạn khô. Không khóc tới thế nào nhưng thực sự đã lâu không cười vui vẻ được như vậy. Không thể nói là như chút được gánh nặng, tâm lý lại quả thật được mở mang ra rất nhiều, như một vùng đất bằng phẳng, có thể nhìn thấy mặt trời đang lên từ đường chân trời. Còn Miêu để lại bên bệnh viện được các bác sĩ Lý chăm đặc biệt. Ngày nào hôm sau lúc Trình Khác đi qua, ngoài mang theo đồ ăn vặt và trà sữa Giang Sư Đoạt đòi, còn mang theo con lồng mèo. Bên trong bỏ một gói thức ăn cho mèo cùng vài hộp đồ. Hôm qua tôi cho nó ăn bánh bao, y tá còn cho nó ít thịt vụn, nó ăn còn chê đó. Giang Sư Đạt ngồi xổm trên mặt đất nhìn con mèo đang ăn đồ hộp. Có phải là ở với anh quen thói rồi không, kén chọn? Tôi kén chọn hả? Trình Khác hỏi. Không chỉ kén chọn còn nghèo mà không biết thân phận đó, Giang Sư Đạt nói. Tôi không nghèo, Trình Khác nhắc nhở y. Hà đúng rồi, người có tiền kia mà. Giang Sư Đạt đứng lên. Nhà hàng kia của các anh thế nào rồi? Vẫn thuận lợi, làm từng bước thôi, cũng được. Trình Khác nói, lúc trở về cậu muốn qua thăm không?
Sam Sudat gật đầu. Còn phải nghĩ xem sau này nên làm gì. Sau này, Trình Khác nhìn y. Tới lúc đó thì nói sau đi. Sam Sudat ngẫm lại thì liền vung tay. Tôi mới có 22 tuổi. Trình Khác cười không ra tiếng. Anh chuẩn bị quà sinh nhật cho tôi chưa đấy? Sam Sudat đột nhiên nhớ ra. Anh quên sinh nhật của tôi rồi đúng không? Sinh nhật của cậu muốn quên thì cũng khó lắm. Trình Khác nói. Vậy anh chuẩn bị chưa? Sam Sudat truy hỏi. Rồi, Trình Khác gật đầu. Là gì thế? Sam Sudat tiếp tục hỏi. Giờ nói cho cậu biết luôn, không phải là mất hết bất ngờ hả? Trình Khác thở dài. Tôi không cần bất ngờ. Sam Sudat nói, loại đại thiếu gia khác người như anh mới là thích bất ngờ. Cho nên giờ tôi không nói với cậu. Trình Khác nói, loại đại thiếu gia khác người như tôi tới lúc tặng quà thì mới công bố. Ai... Sàng Di Đạt tiến tới ngồi xổm xuống, nhìn con Biêu An. Mấy giây sau y đột nhiên ngẩng đầu lên. Trình Khác. Hả? Trình Khác bị y làm cho sợ hết hồn, làm sao? Bất ngờ anh tặng sinh nhật tôi. Sàng Di Đạt hạ thấp giọng. Không phải là ấy chứ? Chứ cái gì mà chứ là cái gì? Trình Khác nhìn rồi hỏi. Lên giường. Sàng Di Đạt nói, tự thắt nơi con bướm. Mẹ đó, cậu im ngay. Trình Khác không nhìn được rống lên cười, rồi rống xong thì liền nhanh nhìn xung quanh, sợ để bác sĩ y tá nào thấy hắn đang bắt nạt bệnh nhân. Trong tiểu thuyết không phải thường có. Sàng Sư Đạt còn muốn nói bị Trình Khác ngắt lời. Trình Khác nhìn y chằm chằm. Sàng lão tam, cậu nói cho tôi biết cậu rốt cuộc đọc bao nhiêu chuyện sách xiếc, bao nhiêu xem phim con heo rồi trời. Cái này cũng không nhất định là chuyện sách xiếc gì, chuyện bình thường cũng có mà. Sàng Sư Đạt bình lặng trả lời. Trình Khác nhìn bộ dạng nghiêm túc đàng hoàng của y lại không nói được nữa, liền thở dài. Tôi không định tới sinh nhật mới chừng chỉ cậu đâu. Chừng chỉ? Sàng Sư Đạt hít mắt lại. Thôi bớt đi, anh không đánh lại được tôi đâu. Cũng chưa chắc. Trình Khác châm điếu thuốc. Có một số việc có thể khiến tôi ngập tràn sức mạnh. Trình Khác kéo dài một tuần khảo sát thêm 2 ngày, không nói với Hứa Đình, chỉ gọi điện thoại cho nhà hàng thông báo cho Tề Tuệ. Kết thúc khảo sát, bác sĩ Lý làm kiểm tra cho Giang Sư Đoạt đồng ý cho xuất viện. Trình Khác vốn đang nghĩ có nên đi xe buýt cùng Giang Sư Đoạt về không. Từ lúc y xuất viện bắt đầu dẫn y nhìn đủ loại cảnh đẹp khác nhau. Thế nhưng nhớ lại trải nghiệm lúc mình đi xe buýt tới đây, hắn quyết định tạm thời kéo dài thời hạn của quá trình trải nghiệm này. Không chỉ bởi vì thời gian quá lâu không chịu được, mà còn bởi vì thời gian quá dài có hơi không nhìn nổi. Ngày nào cũng cứ tới bệnh viện ngồi cùng Giang Sư Đoạt 1-2 tiếng, chỉ được nhìn không bao không được làm. Hắn vẫn luôn quan sát trạng thái Giang Sư Đoạt mà càng lúc càng nhiều, trong đầu đều chứa những thứ chẳng tử tế gì. Cho nên cuối cùng hắn vẫn đặt vé máy bay. Sau khi xuất viện thì mời La Tỷ ăn một bữa cơm, sau đó liền đón xe tới thẳng sân bay. Nói với Trần Khánh hôm nay tôi về chưa? Giang Sư Đoạt hỏi. Chưa, Trình Khác nói chút nữa xuống máy bay đón xe về nhà luôn. Nếu cho Trần Khánh biết, từ 1 giây cậu ta biết ít nhất 1 tuần ngoài trừ từ lúc ngủ cậu ta sẽ đều xuất hiện. Giang Sư Đoạt nở nụ cười rồi lấy nắm tay hắn. Anh, tay anh tháo thạch cao lúc nào vậy? Tháo lâu rồi, tôi cũng không nhớ nữa. Trình Khác suy nghĩ, lúc một mình đi bệnh viện còn hơi buồn. Bảo Trần Khánh đi cùng anh. Giang Sư Đạt nói, đừng nói nhảm. Trình Khác nói, cậu biết tôi có ý gì mà. Xin lỗi mà, Trình Khác. Giang Sư Đạt tiến tới bên tai hắn, sau này tôi sẽ không như vậy nữa. Không cần nói xin lỗi, cùng tôi không nhận trách cậu. Trình Khác bảo, tuy rằng đúng là hắn không trách Giang Sư Đạt mà phiền muộn mấy tháng này của hắn cũng thật. Giờ nghe thấy Giang Sư Đạt xin lỗi hắn vẫn rất thấy vui vẻ. Chút nữa trở lại tôi mời ngài ăn cơm. Giang Sư Đạt nói, không cần. Trình Khác bảo về nhà đầu tiên nghỉ ngơi đã, cũng không gấp một bữa cơm này. Tôi cũng không gầy, bớt ăn một bữa tranh thủ gầy đi sao? Lúc không có tôi, anh không gầy, tới lúc tôi về anh lại gầy. Giang Sư Đạt nói, thói xấu ở đâu ra thế? Thói xấu thì một chút thói xấu thì cũng không có. Cậu về rồi thì lượng vận động gia tăng, không gầy mới là lạ. Trình Khác bóp mì tầm không chế tưởng tượng điên cuồng đang trào lên. Sở vẫn còn đang trên máy bay, còn nửa tiếng nữa thì mới hạ cánh. Từ sân bay về tới nhà Giang Sư Đoạt cần ít nhất 1 tiếng đi taxi. Còn tính thêm cả thời gian xuống máy bay phải đi nhận con mèo rồi tìm xe taxi.
Chỉ cần lỡ một chút thôi cũng phải mất 3 tiếng. Mà 3 tiếng này nếu vẫn cứ như vậy, chưa về đến được nhà, hắn đã mệt trong tinh thần rồi. Hắn liếc nhìn sang Dư Đạt. Sang Dư Đạt đang nghiêng đầu nhìn hắn rồi cười nhẹ. Nụ cười này thả lỏng và tùy ý, chỉ có vui vẻ lúc kiểu biệt trùng phùng, tạm thời không nhìn ra được có ý nghĩa đáng xấu hổ gì. Điều này khiến Trình Khác cực kỳ áy náy. Xa nhau lâu như vậy, vất vả lắm thì mới gặp mặt, cùng nhau trở về, trong đầu hắn lại toàn nghĩ là nội dung không lành mạnh. Có lẽ ông trời cũng không lành mạnh cho lắm. Nói chung Trình Khác cảm thấy bọn họ vẫn rất may mắn, cả đường chạy như bay về nhà chỉ mất có 2 tiếng rưỡi. Dọc đường đi, Giang Dư Đoạt đều nắm lấy tay hắn, mãi tới lúc vào phòng thì mới buông ra. Toàn là mồ hôi. Giang Dư Đoạt vẩy vẩy tay, thả con mèo từ trong túi ra, đặt nước và thức ăn cho mèo vào đúng chỗ. Giang Dư Đoạt, có chuyện này tôi phải nói với cậu. Trình Khác đứng giữa phòng khách, lúc Giang Dư Đạt đi tới ôm hắn, hắn bắt đầu nói một mạch. Từ ngày đầu tiên cậu đi, tôi đã chỉ muốn cho cậu một trận. Mỗi ngày tôi đều nghĩ một lần, cũng đã đếm không biết bao nhiêu ngày. Giang Dư Đạt nghiêng đầu nhìn hắn. Trình Khác đẩy tay của y ra, đưa tay cởi bỏ quần áo, tóm lấy cổ Giang Dư Đạt rồi kéo y vào phòng ngủ. Tôi có 99 hơn 81 ngàn ý nghĩ. Giang Dư Đạt bị hắn dùng một tay kéo lên giường sửng sốt hồi lâu. 99 là 81. Cởi quần áo. Trình Khác đạp rời quần áo của mình chỉ vào y. Tôi không có sức đếm 1, 2, 3 với cậu, mau lên. Anh làm gì vậy? Giang Dư Đoạt có hơi khiếp sợ, mà bên trong ánh mắt và vẻ mặt cũng có thể nhìn ra được câu hỏi này của y cũng không cần trả lời. Cho cậu một trận. Trình Khác nhảy lên giường, vọt lên người y gào lên, cởi quần áo. Địch. Giang Dư Đoạt sợ hết hồn cởi áo. Con mẹ nó, anh nghèn điên rồi hả? Đúng. Trình Khác tiếp tục gào, quần. Giang Dư Đoạt vội vàng cởi nút quần, ném một cái sang bên cạnh cũng gào lên. Trình Khác, con mẹ nó, anh thèm bị làm hả? Lớn lối như thế. Trình Khác không nói gì, nhào tới ôm lấy y mà hôn. Đổ ập xuống hôn sau một trận, hắn tóm lấy cánh tay của Giang Dư Đoạt đang có hơi không hiểu, tàn nhẫn lật người lại, mặt đập vào giường, sau đó nằm rạp xuống kề sát sau tai của y. Cậu nói ai thèm làm, tôi thèm đấy, cậu biết làm không? Giang Dư Đạt thở hổn hển cũng không nói gì, chỉ là nghiêng đầu qua. Giờ tôi sẽ dạy cậu. Trình Khác dùng sức cắn lên bả vai y một cái.